có cho này. Rồi, nhà cô. Xin cô chưa? À, nhà cháu ở tận đâu? À. Mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cói La Lin. Cô bác ơi, sau khi mà rời khỏi chỗ gia đình nhà ba mẹ con chị Ly thì hiện tại em Cói đang có mặt tại đây là nhà của bà má với lại bác xứ. Cũng đã rất là lâu rồi em Cói là cũng không có quay trở lại thăm gia đình của bà má với lại bác xứ cô bác ạ. Thì ngày hôm nay ở trên xóm này thì em Cói sẽ quay trở lại thăm ba gia đình, đó chính là bà má này, với lại gia đình nhà cô Cầu Mù và gia đình nhà anh Xài. Đây là cổng vào nhà này các bác. Nhà của bà với lại bác xứ là phía trước nhà đây có những cây này là cây hoa dã quỳ, trông là rất là đẹp này các bác. Đấy. Một chiếc cổng nhỏ nhỏ xinh xinh. Đường bê tông là đến tận nhà. Có nghe thấy tiếng người. Ô, to. Ê. Này. Đây em có lên là có mua cho bà hai vỉ sữa với lại gói bánh mềm cho bà. Ê, bà cầm lấy. Bà cháu nó bỏ chỗ nó mà nó bỏ có vẻ. Ờ dạ thôi cái bác ơi, cái đấy là chuyện qua rồi ạ. À. Nay là cho đến để mà thăm bà má thôi. Thăm lại mọi người thôi. Nên là gặp lại bác Dư. Dạ vâng. Vào nhà. Vâng. Ê, bác bảo bà cầm bánh kẹo vào nhà. Cầm bánh vào. Nên là cũng không có gì mua cho bà. Và bánh mềm với hộp sữa uống. Xì cho cháu nha. Vâng. Thơm món là có tha gan hả? Bà chê. À. Hay cho bà chê. Cái nhà của bà má là có cô Thúy Hằng, cô Huệ Hương cùng lại tất cả các mạnh thường quân là chung tay giúp sức để mà xây nhà. Xây chó nha. Vâng ạ. Ở nhà con nhé. Dạ. Bác Sứ đi đâu rồi hả bác Dư? Thế nó ngủ. À, vâng. Về chó cũng có lấy chó à? Ôi, trời ơi. Vạn sự tùy duyên bác ơi. À, có lẽ là bao nhiêu thì bác cũng nghe câu chuyện cá nhân của em Cói thôi, không sao. Nay em Cói lên đây thì cũng có cầm quà của bà Hồng ở khu 3 Vân Cơ Việt Trì, là trước đó là bà có gửi cho em Cói thùng quần áo. Ờ lo à, đây bác xứ này. Bà có gửi cho em Cói thùng quần áo để mà khi mà em Cói đi bản thì gặp những ai cần thì sẽ phát cho mọi người. Ngày nay thì em Cói có soạn ra một túi, đây là một chiếc áo khoác này với lại một bộ quần áo. Cái này là quần áo của mùa đông mà em có nghĩ là bà má lại bác xứ sẽ cần. Đây, đây là quà của bà Hồng ở Phú Thọ nhá. Đây, cái này cho bác cái áo này, bác xứ cái áo này. Đây bác dở ra xem. Đây, em có một tay là cầm máy đây, đây đưa cho bác. Đây, cái này áo khoác. Đây, còn cái này là quần áo của bà này, áo len. Cái này thì để mùa đông mặc thôi, mùa hè này thì mình chưa dùng đến, nhưng mùa đông trên vùng cao thì sẽ rất là lạnh ấy, nên em Cói sẽ chia ra. Nên bà là có gửi cho em Cói quần áo mùa đông này với lại có cả quần áo mùa hè. Thế nên là bác nói đây những quần áo đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn dùng được và khá là mới. Thế xin cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Đây, đây cho bà nhá. À, bà còn nhớ cháu không hả bác Dư? Bà còn nhớ không? À. Ở trên này thì cao hơn một chút, xe mát mẻ hơn. Dạo gần đây bà với lại bác xứ thì có làm gì không hả bác Dư? Tôi là con lão ở nhà thôi. À. Thế bác là bây giờ về đây chăm sóc mẹ luôn à? Không, ở dưới hàng đây về làm mấy ông ở về đấy. À, thế vậy là cũng được rồi chứ bà thì đã quá tuổi lao động, bà già yếu rồi. Bác xứ thì gọi là cũng không, lâu lâu là cũng không có tỉnh táo cho lắm ấy. Kiểu bác là cũng không được bình thường thì có bác Như. Con trai lâu lâu là bác lên đây để mà chăm sóc mẹ già với lại bác xứ thì là điều rất là mừng rồi. Vâng, không có gì đâu ạ. À. Dạ. Này là nhà mình có rau gì đây ạ? À?
Cái này là rau cải, này rau cải non lắm. Đây, cho các bác xem. Đây là bà má là một cụ Sùng Thị Má, thượng thọ 80 tuổi. Đây, hội viên thôn Suối Thầu Ba, xã Nậm Chạc, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Đấy. Xuân Giáp Thìn, kính chúc cụ Phúc Lộc Thọ Trường. Đây cũng là lời khen của bà má. Lúc rồi nhà mình đun là nó đang bị đen rồi. Không sao. Còn đây là cây thuốc lào này. Ôi nhìn thấy cây thuốc lào này thì em có lại nhớ đến ông ăn sắn các bác ạ. Đấy, nhìn thấy cây lá thuốc lào thì ông ăn sắn là cũng hay làm, sau đó thì sắt mỏng ra, sắt nhỏ ra để mà làm thuốc lào hun. Đấy, ông Sứ cũng thế này. Đấy, bác Sứ trông vậy nhà bác cũng thổi kèn với lại kéo cây đàn bầu ấy, à, đàn nhị chứ nhỉ, kéo cái cây đàn của người Mông ấy thì bác cũng rất là khéo, rất là giỏi. Bác còn biết đàn lát nữa, đàn đìa, đàn điệu. Nó qua nhà một vòng, quay cho các cô các bác xem. Đây là giường này. Trên này thì để thóc. Xin giới thiệu với các bác, phía đây là cái bàn thờ của người Mông, cái nơi thờ cúng. Đấy. Đây là lương thực sẽ để ở phòng khách như thế này. Này rất là may là lên nhà là có gặp được cả bác Sứ nữa. Chứ bình thường là lên là chỉ có gặp bà má ở nhà thôi. Nước nôi nhà mình là ở đây dùng rất là thoải mái. Nước trên này thì mát lắm, nước trong. Rồi, nhà bà có, đây là giàn đậu. Có rất là nhiều cô bác là cô nói với em có đây là nó tên là gì nhưng mà em có lại quên mất rồi. Cái này thì ăn ngon lắm. Đây là vườn rau nho nhỏ có mấy cây đỗ cô ve. Ôi trên này là vẫn còn măng này. Đây là rau dền đỏ, này măng, chuối. Đây là cái chảo để mọi người trên này là nấu cám lợn các thứ. Vâng. Bây giờ cháu nó lấy vở hay à? Cháu. Dạ. Cái đấy thì bác phải hỏi người ta thôi ạ. À. Tại cháu thì không quan tâm cho lắm. À. À. Uống cái này nhá. Dạ. Ba dạo này khỏe không ạ à, bác? Bây giờ khỏe thì à. Vâng. Lâu rồi không gặp mọi người là thực sự phải nói rất là nhớ mọi người. Đây, bóc bánh cho bà ăn nhé. Bóc đây con nó là ở tuổi được tuổi à. Nó là bác Sứ, bác Như làm hộp sữa à? Vâng, uống hộp sữa thôi bác. Ê, bà uống đi hầu. À, cháu không uống đâu, bà uống đi, cháu mua cho bà uống. Bà nó bỏ không có tánh, tôi không biết tánh nhiệt kê này. Vâng. Tánh mày à, cầm hộp kia cho bác kia. Đấy, được cái mọi người là lúc nào cũng rất là tích cực, rất là lạc quan. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Đi xem chuồng trại của bà má xem như thế nào nào. Ừ.
chuồng này là nhốt con ngan à. À, đây là con lợn. Ôi, cái con lợn này thì béo quá. À, đây là 5 con lợn con của con lợn mẹ kia. Ôi, con lợn mẹ gầy quá. Đây là cây chuối rừng, kia là cây rong, cây rong để mà người ta làm miến rong đấy ạ. Ở trên này thì không nóng mấy nhỉ bác Dư nhỉ? Đây không nóng mấy, ở đây nóng quá. May mà hôm nay là lên đây là gặp được bác Dư nên cũng sẽ nói được nhiều hơn một chút. Chứ nếu mà cháu mà lên đây một mình là tự nói thôi vì cháu cũng không có nói được tiếng Mông. Đấy. Xem nào, ổ gà có con gà nào không? Có trứng nào? Ô, con này đang ấp trứng này. Bà có nhiều gà không hả bác? Có mấy con đó, nó đi chơi. À, vùng cao bây giờ mới đang là mùa trồng mướp đắng nên nó mới lên như này. Nhìn trông thương thật đấy, cái con này gầy nhom, nó có vẻ đang đói. Nhà của bà má em có thấy là xung quanh ở đây thì rất là sạch sẽ các bác, không có một bóng rác nào luôn. Không khí thì yên bình mát mẻ. Sân các thứ quét là sạch sẽ lắm. Bây giờ mùa này thì nhà mình làm gì hả bác Như? Như bà má với lại bác Sứ ở như này này thì có đi làm việc gì không ạ? À? Ở nương ý. Bây giờ đi nó ở nhà là mày có đi làm một tí cỏ. À. Vâng. Dạ. Còn bà má chắc không có đi làm nương được rồi nhờ, ở nhà. Bà nào nó không đi được đâu. Vâng. Ở nhà thôi. À. Bà nào mà này không nó còn đi được. Vậy thôi bây giờ chắc là cũng vạn sự là gọi là nhờ cậy vào bác thôi. Vâng. À. Bác Như cũng là một người con của bà má, nhưng mà bác thì cũng có gia đình riêng của bác, cũng khó khăn. Bà má thì ở với bác Sứ ngày xưa khó khăn lắm, ở nhà nhờ của nhà bác Như ở trên ngay phía đằng sau này này. Và căn nhà thì sập sệ, có thể sập bất cứ lúc nào. Đây là cái ngôi nhà là phía sau ở bên này này, càng ngày nó càng xuống cấp. Cây thuốc lào này. Đây, vùng cao là mọi người rất là hay treo quần áo ở trước như này. Đằng trước này thì mọi người là rất là hay treo quần áo với lại để đồ như này. Đây bà má lại bác Sứ cũng già rồi nên phía trước này cũng chưa có được gần năm cho lắm ý, nên cũng rất là mong toàn thể quý mạnh thường quân là thông cảm ạ, bởi vì nhiều khi là cái nếp sống của mọi người nó như vậy rồi ý. Từ ngày mà hai mẹ con bà má với lại bác Sứ là được cô Thúy Hằng và cô Huệ Hương cùng với lại tất cả các mạnh thường quân giúp đỡ thì có căn nhà ở che nắng che mưa này thì cũng không sợ, và những lúc mà mưa gió bão ấy thì cũng có căn nhà để mà mình ở, nó an toàn. Cái này củi này ai lấy đấy à bác Như? Ai đi ạ? À bác Như đi lấy à? Bác lấy xa không? Không xa, mấy nhà kia. À. Vâng. Thế mọi người ngồi chơi nhá, cháu đi sang cái này một tí ạ. Vâng. Một tí cháu về nhà. Dạ vâng ạ, vâng. Quay lại thấy cuộc sống của mọi người như này là cháu mừng rồi. Vâng. Bye bye Paul ạ. Vâng, không có gì đâu ạ. Vâng. Những của nhà cũ ngày xưa trên kia kìa. Các bạn nhỏ bây giờ là
đi học về rồi đấy. Kẹo không? Nè ra đây cô cho nè. Cô giáo có dạy xin không? Cháu xin cô. Đúng rồi, đáng yêu lắm đây. Mỗi bạn sẽ là 3 cái. Thấy các bạn nhỏ ngoan lắm, thấy em có đưa là chỉ có lấy một cái thôi. Rồi, đáng yêu quá, học ngoan học giỏi nha. Giỏi quá. Các bạn là đang gọi mấy bạn nhỏ bên kia sang. Cháu. Cháu xin cô. Các bạn nhỏ trên vùng cao thì đa số là tầm này thì có thể tự đi học về rồi, nên bố mẹ bận đi làm nương xa thì buổi chiều tan học như này các bạn sẽ cùng nhau về như này, cùng đi chơi và cùng nhau đi về nhà như này. Có lẽ những hình ảnh như này thì chỉ có ở trên vùng cao là mới có thôi. Thế con là buổi chiều tự đi học về tự chơi, đến tối thì bố mẹ mới đi làm nương ruộng về. Giờ là chia làm hai nhóm, một nhóm thì bên kia, một nhóm thì bên này. Ôi giời, nhạc sập sinh sập sinh. Đây giờ em gọi đã đến ngay dưới nhà của cô Cầu với lại nhà anh Xài rồi. Đây là cái con đường huyền thoại. Nói chung là khi mà thăm lại mỗi hoàn cảnh được các cô các bác giúp đỡ thì em có đều có rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Những ngày tháng mà mọi người cùng nhau là làm việc hay chở vật liệu từ tít dưới kia lên đây. Phải nói là con đường vận chuyển vật liệu vô cùng vất vả. Đường nó vừa dốc, đặc biệt là còn đường đất nó rất là nhỏ ấy. Và những lúc mà trời mưa gió thì con đường này dường như là không thể nào mà đi nổi vì vô cùng trơn. Ở trên này cây cối rất là nhiều, rất xanh tươi mát. Ở nhà dưới này họ đang xây nhà này. Đây là cái đoạn đường mà em có ấn tượng nhất, bởi vì cái hồi đấy là đang làm nhà cho gia đình nhà cô Cầu ấy. Đợt đấy là đường trơn quá, em có là ngã lăn từ trên này xuống đoạn dưới này. Những hôm mà trời mưa giá rét, mùa đông là vô cùng lạnh. Nhưng mà mọi người vẫn làm việc rất là hăng say và nhiệt tình. Ngày tháng các bác thợ là còn phải ngủ lại trên này để làm việc này. Rồi là nhà cô Cầu thì là cái ngôi nhà mà tìm đất phải nói là vô cùng gian nan và vất vả. Nhà anh Xài đây, đây chuồng trại. Em chào anh Xài. Lâu quá rồi không gặp nhỉ? Dạ. Xin nhá. Chào anh nhá. Rồi. Có ai ở nhà không? Cô Cầu ơi. Xin chào. Đây, này cầm hộ chị. Lâu quá không gặp. Đán đâu rồi? Đán đi đào ve. Đào ve à? Cô Cầu ơi. Vâng, cô đang tắm à? Rồi vâng, cô cứ tắm đi.
bé đáng yêu. Cứ kệ chị. Sao nhà cắm lá thế này? Kiêng à? Hạ súng? Không kiêng. Không kiêng cái gì? Chị vào được đúng không? Vào được. Thế chị tưởng kiêng. Ôi, sao nhà là quần áo tùm lum từ lưa hết thế này? Chúng ta đang xem gọn quần áo. Tại cái chỗ này là cái chỗ để mà mình ngồi. Nên mình hạn chế là mình bỏ đồ lên trên ghế. Nhiều khi cũng thành thói quen đấy đúng không? Đán đi đào ve ở tận đâu? Về lại đi ở trên này không biết đi đâu. Đi đào ve bán hay là ăn? Bán. Người ta mua theo con à? Vâng. Một con là bao nhiêu tiền em? Nghe nói là một con 1.500. Một con 1.500 à? Ồ, được đấy nhỉ. Cái con ve mà nó ở đất đấy đúng không? Vâng. Cái đấy là để cho người ta kiểu làm món ăn làm nhậu ấy. Ở trên chúng em là người ta hay ăn và người ta cũng hay thu mua. Ê, mấy con. Mẹ đâu rồi? Sắp đi học chưa? Chưa. Đấy, ở trên này thì mọi người có cái bình lọc nước rất là hay này. Sẽ đổ nước vào đây để nó lọc xuống đúng không Súng? Phải không? Vâng. Nó lắng xuống đây thì mình sẽ được nước nó trong hơn, sạch hơn. Đấy. Ôi, nhà mình mới làm thêm cái khu này là khu bếp nấu nướng à Súng? Cái chỗ này là cái chỗ để đun cám lợn, đun nồi to với lại có cái máy nghiền này. Ui mà chị thấy nó hơi thấp đấy Súng ạ. Cái chỗ này thì ngày xưa là làm chuồng gà. Bây giờ gia đình có mở rộng thêm để đun nấu. Cần phải là nó như thế này đây các bác. Quay toàn cảnh cho các bác xem. Đấy, cô cậu đang tìm em cối này. Đấy, cô đang tìm này. Đố có biết cháu đang đứng ở chỗ nào nào? Cô đang bị ngứa ạ? Đây, cháu đây, cháu đây, cháu đây, cháu đây. Đây. Còn mình tết chưa? Dạ, hay là luôn. Vâng, dạ dạ này cháu béo to béo khỏe. Dạ. Lâu quá rồi không gặp cô nhà. Cô khỏe chứ à? Khỏe tí nhờ. Đi xem nhà mình một tí ạ. Đâu. Đây là có ổ trứng này. Đấy. Đây trứng gà ta. Thế bây giờ là nhà của cô Cầu là chuyển chuồng gà ra đây. Thả đi hết rồi. Nhà mình thả lợn à? Vâng. Cày quá, thả đi hết. Cầm hai chiếc áo cho mẹ này. Đây là áo của bà Hồng ở khu 3 Vân Cơ Việt Trì gửi tặng. Đấy. Cái này là mùa đông mới mặc được cô ạ. Mình cất vào xong mùa đông mặc. Cái này là cho cô chọn ra. Đấy, cháu nghĩ là cái này thì cô mặc vừa. Cô cần. Ôi trâu của nhà ai mà nhiều thế kia. Cái này thì mùa đông mới mặc cô nhá. Dạo này mẹ có còn hay kiểu đau bụng như ngày xưa không Súng? Đỡ hơn nhiều. Em bé nhìn thấy bố vắc sữa. Mình.
Con mi miêu. Hai mẹ con cô Cầu là cô Thúy Hằng ở bên Mỹ này và cô Nhung ở bên Úc, cùng với lại các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước là giúp đỡ xây nhà. Đấy, còn nhà bà má thì là cô Thúy Hằng ở bên Mỹ này, cũng là cô lại cô Huệ Hương ở bên Đức. Và các cô các bác là mạnh thường quân trong và ngoài nước giúp đỡ. Trong xóm này thì các cô các bác giúp đỡ là tổng là có 3 căn nhà tình thương. Ở khu vực này, nhà của bà má thì ở mé phía dưới bên kia, còn nhà cô Cầu ở trên này là cao hơn, nhìn rất là thoáng. Đường xá đi lại thì không tiện. Sao mấy cây lan rừng này lâu lắm rồi mà vẫn thấy nó như thế này. Những bạn này là lớn hơi chậm. Đây có nụ hoa này. Đây là lan rừng gọi là chính cống này. Ôi bên kia vườn là không trồng rau gì à Súng? Năm nay nhà mình có trồng sắn không? Có. À, trồng nhiều không? Trồng ít. À, trồng ở tận đâu? Ở bên ruộng bên này. À. Thế là mùa này là nhà mình chủ yếu là đi làm việc gì hả em? Thì đi cấy đi luộn. Cấy ruộng. Trên này là đang bắt đầu là mùa cày cấy. Ở khu này thì được cái là cao và thoáng mát, nên là ruộng thì cũng chỉ làm được một vụ thôi, không làm được hai vụ. Cô ngồi chơi nhé, cháu sang bên nhà anh Xài một tí ạ. Sang bên nhà anh Xài chơi một tí. Nhà của anh Xài thì có cái sạp như này, rất là thịnh. Ở trên là cây thông và cái sạp dưới tán cây thông. Nhà của anh Xài là cô Thúy Hằng cùng với lại các mạnh thường quân là giúp đỡ. Cô Thúy Hằng là một mạnh thường quân rất là lớn, giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh ở trên kênh Cói La Lin. Hầu như là tất cả các nhà tình thương ở trên kênh Cói La Lin ý, đều có sự giúp đỡ của cô rất là nhiều. Như nhà anh Xài là cũng là vợ chồng trẻ và hai vợ chồng cũng rất là tốt. Cái đợt mà làm nhà cho cô Cầu tìm đất là không được, nên may là có vợ chồng anh Xài là có gọi là cho đất cho hai mẹ con cô Cầu làm nhà. Và từ đó là gia đình nhà anh thì cũng có duyên với lại các mạnh thường quân, thì cũng có được căn nhà là khang trang rộng rãi chắc chắn. Em bé mấy tuổi rồi? 20 tuổi. Không 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 không. Tiệm ấy là gì đó, sợ quá. À tiệm nhỉ? À ôi rồi rồi. Vợ anh đâu rồi ạ? Đi đào ve trên này à? À đi đào ve với lại đán à? Vâng. À. Bánh Xài với lại đán là đi đào ve rồi. Nhanh như này là cô kiêng đấy. Làm cái này có được vào nhà không ạ? Được lắm ạ. À cái này là lý của người Mông à? Vâng. À. Đây là những ngôi nhà là làm từ nhiều năm trước rồi. Nhà anh Xài thì có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và bếp. Đây là phía trong bếp của gia đình. Đây là thông. Thế là nhà anh Xài là tổng có 3 bé nhà anh nhỉ? Ừ, 3 bé. Năm nay nhà anh có trồng sắn, trồng ngô nhiều không? Năm nay á? Vâng. Năm nay nó chỉ trồng 3 cân thôi. Trồng 3 cân à? Vâng. Cây của anh bên đồi vẫn chăm sóc tốt chứ? Tốt rồi. À. Nhưng mà nó chỉ trâu nó đi lại lại, nhưng mà nó chết mấy cây rồi. Anh phải kiểu nếu muốn trâu nó không đi lại anh phải rào vào. Vâng. Bảo người ta đừng có thả trâu vào ý. Và mình đừng có cho trâu vào thì nó mới tốt được. Nó mới lớn nhanh không à, không biết lớn là dẫm dần là nó chết hết là nó rất là phí anh ạ. Thế là cả nhà mình đều khỏe hết chứ ạ? Khỏe rồi. Vâng. Hai con của anh là đi học ở dưới kia. Vâng. Cuối tuần mới về phải không ạ? Đúng rồi. Đó. Ở trên vùng cao ấy thì các bạn nhỏ là đa số là học từ lớp 3 trở lên là đều đi học trường chính và ở bán trú. Do là em Cói cũng người vùng cao nên những cái này thì em Cói cũng sẽ hiểu và biết.
con mình xe xa. Thì là vẫn được xếp cả sự. Có lần là lên đây là cũng không gặp được anh Sài. Hôm nay là rất là vui gặp được anh Sài, nhưng mà lại không gặp được Đán với lại vợ của anh Sài rồi. Thế dạo này là nhà anh có làm công việc gì không? Mà đi làm nương ruộng ấy thì mình sẽ làm gì ạ? Đi làm nương thì mình làm nương làm ruộng thôi. Vâng. Nhà anh cày cấy xong chưa ạ? Chưa. À. Trên này nó cao một tí nữa chưa cày, nó chưa cấy. À, tại em đi đường ngoài kia thì cũng thấy người ta bắt đầu là thả nước vào ruộng xong rồi cày, có nhà thì cũng cấy rồi. Nhanh, có nhiều lợn không? Trường lợn của anh xem nào. Một con mẹ hay con một con. À. Đây, trên này thì cuộc sống của mọi người là cứ như vậy thôi nhà anh nhỉ. Đấy, lặp đi lặp lại ngày qua ngày và tháng qua tháng, năm qua năm. Kia không biết có phải Đán không hay họ Trân Châu kia. Thôi cả nhà mình ngồi chơi nhá, em đi về đây. Ờ, chị đi về đây xuống ơi. Ờ, em về đây à? Cháu đi về một chế à? Cô cầu bảo sao mà anh? Cầu là bảo là lần sau thì có thời gian thì sẽ chơi mà. Vâng ạ, à, dạ, vâng, lần sau thì em có thời gian lại rồi đi thăm mẹ chơi. Rồi, em về nhá. Bây giờ thì em có phép là đi về thôi. Em quay trở lại thăm cuộc sống của mọi người thì mọi người đều khỏe như vậy là đều rất là mừng rồi các bác ạ. Ở đây thì trên vùng cao ấy mọi người cũng chỉ có là làm nương làm ruộng là chủ yếu thôi. Cái chỗ này thì nhà anh Sài là có trồng thêm cây quế ở đây nữa này. Đây là chỗ giữa nhà. Có rất là nhiều cô bác là mong muốn em có là sẽ thăm lại tất cả các hoàn cảnh trên kênh là đã kết nối yêu thương, đã được giúp đỡ ấy. Muốn là xem cuộc sống của mọi người bây giờ thay đổi như thế nào thì rất là mong cô bác thông cảm là khi nào mà em có là có đủ thời gian thì em có sẽ đến thăm lại mọi người. Bởi vì ở trên này thì mỗi nhà có thể là sẽ là ở xã khác và ở thôn này xóm khác ấy, thì nó rất là xa nên nhiều khi là trong vòng một ngày như này em có cũng chỉ có thể đến thăm được chỗ xóm nhà cô Cầu với lại chỗ nhà chị đi thôi. Còn một số nơi khác ý, thì lại ở xa hơn. Một ngày thì em có lại không có đủ thời gian để mà đi. Cho nên là cũng mong toàn thể cô bác thông cảm mà. Hay có lẽ là video ngày hôm nay thì em có cũng xin phép được tạm dừng tại đây thôi. Cảm ơn toàn thể cô bác rất là nhiều. Một lần nữa thì cho em có thay mặt cho tất cả các hoàn cảnh khó khăn ở trên kênh, hoàn cảnh khó khăn trên vùng cao chúng em là xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác, quý mạnh thường quân đã giang tay giúp đỡ, có tấm lòng hảo tâm, tấm lòng vàng giúp đỡ cho mọi người để cho mọi người có thể có được cuộc sống như ngày hôm nay. Có nhà cửa chắc chắn để mà ở, hay mọi người chỉ có là làm và ăn kiếm sống thôi. Chứ còn nhà cửa là mọi cái là cũng không có phải lo nữa rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Nhà cửa thì hầu như dường như tất cả các nhà đều là đầy đủ công năng nhà ở này, nhà bếp và nhà tắm nhà vệ sinh, các nhà đều là đầy đủ như vậy hết. Cảm ơn cô bác rất là nhiều. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý cô bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Lin.